Xin kính chào quý khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, một ngày để chúng ta có thể tôn vinh và dành thêm nhiều tình yêu, sự quan tâm sẻ chia hơn nữa đối với phái đẹp. Chính vì vậy, Xuân Long và Thanh Uy cùng với những người thực hiện chương trình xin gửi đến tất cả những người bà, người mẹ, chị em phụ nữ những lời chúc tốt đẹp nhất, yêu thương nhất. Chúc một nửa của thế giới luôn được hạnh phúc và tỏa sáng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nha. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin mới và bổ ích nhất, cũng như những mẹo nhỏ để bạn có thể lựa chọn những món đồ cũ thật ưng ý, chất lượng, hướng dẫn các bà mẹ cách chăm sóc trẻ sơ sinh và trải nghiệm một không gian thú vị tại trang trại rau hoa Đà Lạt. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn khởi động cùng LTV. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng, đó là suy dinh dưỡng và béo phì. Nếu không thay đổi và nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong đời sống của người dân Việt Nam, thì thể trạng của người Việt sẽ không được cải thiện trong nhiều năm tới. Vâng, trước tình trạng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em tại Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực, nhiều giải pháp đang được gấp rút đặt ra nhằm giải quyết vấn đề cải thiện dinh dưỡng và nâng cao tầm vóc trẻ em. 7 tuổi, nhưng bé trai này chỉ cao 1m13 và nặng 17kg. Trong khi đó, cân nặng và chiều cao chuẩn của bé trai 7 tuổi mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị là 1m22 và nặng 23kg. Kiểm tra thì bác sĩ cũng cho xét nghiệm, nhưng mà cháu không thiếu cái gì cả. Thì bác bảo đây là cháu suy dinh dưỡng do thể trạng của cháu như vậy, cho nên bác cũng kê thuốc. Thì về uống thì lần này lên cháu cũng tiến triển hơn. Lo lắng về cân nặng và chiều cao của trẻ, nhiều bà mẹ đã chủ động đưa trẻ đến khám tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Theo các bác sĩ tại đây, do quan niệm sai lầm về chế độ dinh dưỡng cho trẻ của nhiều bà mẹ đã dẫn đến tình trạng nhiều trẻ bị béo phì nhưng vẫn còi xương. Đây cũng là thực trạng đang xảy ra tại các thành phố lớn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng, đó là tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi tại vùng sâu, vùng xa, trẻ bị béo phì tại các thành phố lớn. Nếu không thay đổi thực trạng này, sẽ khó đạt được chiều cao tiềm năng do gen quy định. Vì vậy, để cải thiện chiều cao của người Việt, điều quan trọng là cần phải có những can thiệp dinh dưỡng hợp lý theo chu kỳ vòng đời, đặc biệt là trong 1.000 ngày đầu đời. Đấy là cái giai đoạn mà phát triển chiều cao cho trẻ và tác động vào cái chiều cao cho trẻ hữu hiệu nhất. Và cái chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và cái trẻ sơ sinh bao gồm là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, cũng như là có một cái chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý là rất quan trọng. Với cái lứa tuổi lớn hơn thì các cái vấn đề về hoạt động thể lực cũng như là có một cái chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà đảm bảo cân đối giữa năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu thụ. Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết, mục tiêu của Việt Nam năm 2025 là tăng chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi, đối với nam đạt 176cm, nữ 156cm. Ngoài ra giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 20%, khống chế tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 12%. Để đạt được mục tiêu này, việc nâng cao nhận thức về dinh dưỡng là vô cùng quan trọng để cải thiện thể lực và tầm vóc cho người Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của xã hội, phụ nữ ngày nay càng khẳng định vị trí, vai trò, quan trọng của mình trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, chứ không chỉ là người giữ lửa, vung vén cho hạnh phúc của gia đình. Họ ngày càng năng động, tự tin hơn, đóng góp nhiều công sức hơn cho sự đổi thay của quê hương từ những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa tại nơi mình đang sinh sống. Vâng, chúng tôi muốn nói đến những việc làm hiệu quả và thiết thực của chị em phụ nữ ở thôn Nau Sri, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, đang cùng góp sức để tạo nên diện mạo mới đầy sức sống ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Phóng sự sau sẽ phản ánh cùng chúng ta về sự thay đổi đáng mừng này. Đến với thôn Nasuri, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, một khu dân cư với gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ấn tượng đầu tiên có thể thấy là từ đường làng đến cổng nhà đều sạch đẹp, tô điểm đầy màu sắc nhờ các loài hoa. Có được điều đó, không thể không nhắc đến sự vận động tích cực và hoạt động có hiệu quả của chi hội phụ nữ thôn. Khi mới thành lập, chỉ với vài chục thành viên, đến nay chi hội phụ nữ thôn Nasuri đã phát triển lên đến gần 180 người, trong đó có đến trên 150 hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Làm xong công việc này thì hoa đã nở, bông cũng đã lên rồi, cảm thấy rất là vui mừng. Vâng, bà con thấy những việc làm và sự nỗ lực của các chị em
thấy nhà nào ai cũng có hoa, rồi ai cũng cùng chung vui và cùng chung tay với mình để xây dựng và phát triển thôn xóm ngày càng văn minh, giàu đẹp. Lúc ban đầu thì cũng khó khăn là tôi phải đi từng nhà để mà hỏi những cái hộ gia đình đó là người ta có chịu cho trồng hoa hay không. Thì khi mà chúng tôi đi vận động thì chúng tôi cho họ biết cái mô hình này nó sẽ mang cái ý nghĩa, nó sẽ làm cho cái thôn làng của mình nó đẹp hơn và nó có một cái gì đó nó khác lạ hơn. Thì từ cái sự vận động đó thì chị em đã đồng ý và chúng tôi đã khởi đầu làm việc. Khi cái mô hình đã thực hiện rồi thì nói chung là mọi người đi quanh đây thì người ta rất là khen và người ta thấy là cái làng này là thật sự là một cái thôn thôn văn hóa mới và nó có một cái sự thay đổi rõ rệt. Và từ trước tới giờ thì bây giờ là nó là phát triển hơn nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục là phát triển rộng hơn, tại vì từ cái đoạn đường này cho tới thôn làng thì còn rất là dài, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục trồng tiếp hoa để cho cái buôn làng của mình nó sẽ đẹp hơn nữa. Để giúp chi hội phụ nữ thôn thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Các cấp hội đã chú trọng công tác hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế thông qua các mô hình như phụ nữ khởi nghiệp nuôi gà ta và vận động chị em xây dựng tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau làm kinh tế. Hiện nay trên địa bàn xã chỉ có 6 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo, chiếm gần 14% tổng số hộ. Lúc đầu thì nói chung là cũng gặp nhiều khó khăn, tại vì gà nhóc nó cũng bệnh nhiều lắm. Nên là mình cũng chịu khó, mình học hỏi, với lại coi ở trên mạng, rồi tìm tòi cái cách mà để mình khắc phục cho đàn gà mình nó khỏe mạnh hơn. Mình cũng có giúp cho những chị em xung quanh những con gà giống để có thể có giống để mà phát triển. Nhìn những nụ cười, sự hăng hái cùng nhau làm công tác chăm sóc đường làng, ngõ xóm của chị em phụ nữ thôn Nasuri, vậy mới thấy tình yêu của họ đối với nơi mình sinh sống là nhiều như thế nào. Tin rằng rồi mai đây, thôn nghèo này sẽ ngày một phát triển giàu đẹp hơn nữa nhờ sự tiến bộ, hiểu biết và không ngừng phấn đấu, sáng tạo của hội phụ nữ địa phương. Thưa quý vị và các bạn, việc săn tìm những món đồ cũ là sở thích của nhiều người bởi họ mong muốn tìm ra những món đồ độc lạ. Chính vì thế, chợ đồ cũ Đà Lạt không chỉ là điểm đến của người dân địa phương mà còn cả của du khách. Vâng, và nếu đến đây đi vào một vòng thì chắc chắn cũng sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều điều ngạc nhiên từ những mặt hàng được bày bán. Có khi chúng ta sẽ tìm được một món hàng thật là độc đáo với giá rất hời. Tuy vậy, quý vị cũng cần bỏ túi những mẹo nhỏ để có thể lựa chọn cho mình những mặt hàng ưng ý. Mục tiêu dùng thông thái ngày hôm nay sẽ gợi ý đến quý vị. Chúng ta cùng theo dõi nha. Trong ký ức của những người Đà Lạt và du khách khi đến với thành phố này đều không thể quên một khu chợ khá độc đáo, đó chính là chợ đồ cũ. Hiện nay khu chợ này đã không còn, thế nhưng những cửa hàng buôn bán đồ cũ thì vẫn còn tồn tại khắp ở những con phố của Đà Lạt. Và việc lựa chọn một món đồ cũ như thế nào, vừa bền, vừa đẹp, vừa đảm bảo chất lượng là một điều mà rất nhiều người quan tâm. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một số gợi ý cho vấn đề này nhé. Vâng, xin chào anh. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh Xuân Long đây là anh Hồ Văn Mạnh, một người đã sưu tầm và buôn bán các đồ cũ của Đà Lạt trong một thời gian rất là lâu rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay, anh ấy sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin bổ ích về việc lựa chọn đồ cũ. Vâng, xin chào anh Mạnh. Chào anh Xuân Long. Anh Mạnh, đầu tiên thì anh Mạnh có thể cho Xuân Long biết là việc lựa chọn những đôi giày mà đã second hand, đôi giày đã dùng rồi á, thì chúng ta cần lưu ý những gì để có thể có một đôi giày tốt ạ? Thì trước tiên người bán buộc phải biết được điều đó để mình có thể là mình khẳng định với khách hàng và mình chia sẻ thông tin một đôi giày thật và giả cho khách hàng biết. Và cùng với cái uy tín và chất lượng của mình thì mình phải bảo đảm được cái đôi giày thật. Nói chung là của những cái thương hiệu lớn á, thì cái đường may nó rất là tinh tế và nét. Cái thứ hai là mình phải kiểm tra được cái mã code của nó. Và nói chung là phải cảm quan mình mới biết được mình mang mình đi tới đi lui rồi cảm thấy nhận được. Còn một món hàng mà người Đà Lạt rất là ưa thích đó chính là áo da. Vậy thì lựa chọn áo da chúng ta nên lưu ý những gì ạ? Thì cũng như lúc đầu mình có chia sẻ là thứ nhất mình phải tìm được cái mẫu mình thích và cái size mình vừa ý mình, vừa với mình. Thì lúc đó mình mới kiểm tra được cái mặt ngoài da còn
mới, độ mới nó còn tinh tế hay không, và kiểm tra từng đường may nữa, đường chỉ, thì lúc đó mình sẽ cảm nhận được cái áo thật. Với một cái áo da thật á, thì bạn có thể sử dụng rất là, tuổi thọ nó rất là cao. Bạn xài một thời gian nó cũ thì các bạn có thể đi hấp xi lại nên là hoàn toàn như mới. À, còn một mặt hàng nữa mà chắc chắn quý vị phụ nữ rất là thích, đó chính là những chiếc túi xách. À, vậy để lựa chọn túi xách thì chúng ta phải cần lưu ý những gì để biết loại túi xách đó là hàng chính hiệu ạ? Về túi xách cũng vậy, thì nó cũng tùy thuộc vào độ mới, độ cũ của nó. Nhưng mà riêng mình thì chuyên đi sưu tầm những cái mặt hàng mà còn rất là mới, phải trên 90% mình mới bán ra cho người tiêu dùng. Và cái thứ hai, túi xách thì những cái hàng chính hãng, cái đường may nó rất là tinh tế, rất là đẹp. Với thứ hai là những cái hàng mà thương hiệu nổi tiếng của thế giới cũng đã qua sử dụng, thì hầu như cái nào cũng có một cái mã code của nó ở trong, cho nên rất dễ nhận biết được cái hàng thật và hàng giả. À, cái mã code họ viết rất là tinh tế, nhìn vô cái dòng chữ thứ nhất là rất rõ nét và sắc nét. Cái thứ hai, khi có thể mình sử dụng internet, mình tra trên mạng thì nó ra đúng một cái loại giỏ đó. Không quá khi nói rằng đến Đà Lạt mà không vào săn đồ cũ thì chuyến du lịch sẽ không trọn vẹn. Bởi vì đây chắc chắn là một nét đặc trưng đã có từ rất lâu năm và nó vẫn đang tồn tại thường ngày ở thành phố Đà Lạt. Thích lựa đồ xôn là vì tốt là một, với lại nó là hàng độc, hàng lạ. Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu người dân càng tăng lên và việc mua bán đồ cũ cũng phải đáp ứng được nhu cầu đó của người tiêu dùng. Và những cửa tiệm như thế này sẽ luôn là sự lựa chọn đúng đắn của người yêu thích đồ cũ. Quý vị và các bạn thân mến, làm mẹ là một thiên chức rất cao quý và tuyệt vời. Tuy nhiên, để làm mẹ tốt và có thể chăm sóc em bé một cách chu đáo nhất, người phụ nữ cần phải học rất nhiều kỹ năng về chăm sóc trẻ, nhất là khi vừa mới có con đầu lòng. Đúng như vậy, có rất nhiều kỹ năng mà chúng ta cần học hỏi và tham khảo khi chăm sóc bé những ngày đầu tiên. Bởi thể trạng trẻ sơ sinh thường là rất yếu nên người mẹ cần đặc biệt chú trọng chăm sóc để bé có thể phát triển một cách tốt nhất. Vậy chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào là đúng cách? Chuyên gia của chương trình sẽ hướng dẫn đến quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì nữ hộ sinh trưởng Nguyễn Thị Thu Thảo, khoa sản Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt sẽ giúp cho chúng ta cách chăm sóc mắt, mũi, miệng cho trẻ thật là tốt để giúp cho các bà mẹ chúng ta có thêm kỹ năng chăm sóc con. Vâng thưa chị, như vậy thì với việc chăm sóc mắt, mũi, miệng cho em bé thì chúng ta cần thực hiện theo các bước như thế nào ạ? Thì trước khi mà mình chăm sóc em bé thì chúng ta phải cần vệ sinh tay của mình trước. Và sau khi vệ sinh tay thì chúng ta có thể dùng lại cái dung dịch sát khuẩn để mình vệ sinh tay một lần nữa. Rồi, chúng ta bắt đầu chăm sóc em bé ha. Thì sau khi tắm xong á, chúng ta bắt đầu chăm sóc mắt, mũi, miệng cho con. Thì chúng ta nên mặc đồ, quấn khăn cho con ấm đã, rồi chúng ta hãy chăm sóc cái phần mắt, mũi, miệng. Mỗi ngày chúng ta, nếu mà chúng ta thấy mắt của con có ghiền thì chúng ta bắt đầu phải nhỏ mắt để vệ sinh mắt cho con. Và nếu nó không cần thì chúng ta cũng không cần phải nhỏ mắt mỗi ngày. Thì khi chúng ta nhỏ mắt cho em bé, chúng ta nên nhỏ bằng cái nước muối sinh lý và chúng ta nhỏ ở hai cái góc mắt cho bé, mỗi bên 1-2 giọt. Và thường nếu mà chúng ta nhỏ ở nơi góc mắt là bé tự động nó, em bé sẽ nháy mắt. Và nếu như em bé không nháy mắt thì chúng ta sẽ hơi băm nhẹ ra để cho nó, cái nước muối nó được vô mắt và chúng ta lau đi. Tương tự như vậy, khi mà chăm sóc mũi, nếu mũi con cần có rỉ mũi cần phải lấy ra thì chúng ta mới nhỏ, còn nếu không thì chúng ta không cần nhỏ. Nếu mà chúng ta cần lấy rỉ mũi, chúng ta sẽ nhỏ mỗi bên 2 giọt. Thì cái nước muối sinh lý này nó giúp cho cái rỉ mũi nó mềm ra. Và khi chúng ta đưa cái vật để lấy ra thì nó sẽ bám được. Thì trước đây chúng ta sẽ dùng cái tăm bông nhỏ để lấy mũi cho con, nhưng bây giờ chúng ta không dùng cái đó nữa vì cái khả năng cái tăm bông nó sẽ tuột ra khỏi cái cây này và nó rớt vào trong mũi. Và khi nó rớt vào thì nó sẽ rất là khó. Vì vậy chúng ta sẽ dùng cái giấy vệ sinh, chúng ta quấn lại thành một cái que như vậy. Và chúng ta lấy mũi cho con thì khi chúng ta đưa vô, thứ nhất là nó mềm mại, thứ hai là nó dính rất là tốt, và chúng ta vừa đưa vừa xoáy nhẹ vô và lúc lôi ra cũng vừa lôi ra vừa xoáy.
Khi con lưỡi có nóng bận thì chúng ta sẽ rơ lưỡi cho con. Thì rơ lưỡi chúng ta cũng dùng cái dung dịch rơ lưỡi. Chúng ta cho vô ngón tay của mình. Trước tiên các bạn cũng sẽ dùng cái nước muối sinh lý thôi. Rồi chúng ta cho thấm ướt hết. Thì khi mình thấm ướt như vậy, thì khi nó ướt như vậy thì khi mình đưa vô miệng em bé nó sẽ không có bị khô và không có trầy cái niêm mạc miệng em bé, không gây tổn thương. Thì trước tiên các bạn sẽ đưa vô cái hốc lưỡi bên này, hốc má bên này, rồi đưa qua cái lợi ở dưới và tới cái hốc má ở bên này, rồi lên cái lợi ở trên, nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ làm trên cái lưỡi, ta sẽ đưa nhẹ qua một cái, đưa nhẹ lại 2-3 cái. Và nếu với trường hợp mà nó đóng bợn trắng mà không có hết thì chúng ta cũng sẽ dùng cái đồ rơ lưỡi, chúng ta cũng sẽ dùng nước muối cho ướt hết và chúng ta sẽ cho, ví dụ đây là cái chai dung dịch rơ lưỡi, chúng ta cho một chút dung dịch rơ lưỡi lên. Thì khi chúng ta cho dung dịch rơ lưỡi lên thì cái này nó đã có nước muối và nó sẽ dẫn cái dung dịch rơ lưỡi tan ra, và lúc đó chúng ta đưa vô miệng em bé sẽ không sặc. Và nếu như mà chúng ta không cho nước muối trước thì cái miếng này nó sẽ khô và đưa vô miệng nó sẽ tổn thương con. Đó là cái phần mà chăm sóc miệng em bé. Thì sau khi chăm sóc miệng em bé thì chúng ta sẽ đến tai. Tai em bé thì chúng ta nên dùng cái loại tăm bông lớn, tăm bông có cái đầu bông lớn như vậy, để tránh cái trường hợp là em bé nó lây hoay hoặc là mẹ cũng chưa có kinh nghiệm thì mẹ sẽ là đưa bị sâu vô trong lỗ tai, nó gây tổn thương. Nên chúng ta sẽ dùng tăm bông lớn, chúng ta lau sạch ở ngoài vành tai cho con và không có đưa sâu vô trong, chỉ lau ở ngoài thôi. Và mỗi ngày chúng ta đều lau như vậy. Vừa rồi Thảo cứ hướng dẫn cho các bạn cách chăm sóc mắt, mũi, miệng căn bản nhất. Hy vọng là các bà mẹ có thể chăm sóc con của mình một cách thành thạo để các con phát triển tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn chị Thu Thảo rất là nhiều với những thông tin và phần tư vấn mà chị đã vừa gửi tới quý khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với những cái phần hướng dẫn rất là cụ thể như vậy thì sẽ giúp cho các bà mẹ của chúng ta chăm sóc bé yêu thật là tốt. Đến đây thì Thanh Hải xin được nói lời chào tạm biệt. Thưa quý vị và các bạn, đến với vùng đất Đà Lạt mộng mơ, chắc hẳn nhiều người rất muốn trải nghiệm những gì đặc trưng nhất, thú vị nhất của vùng cao nguyên xanh này phải không ạ? Và có rất nhiều điều để quý vị và các bạn có thể khám phá ở đây. Một trong số đó không thể không kể đến những trang trại rau hoa đặc trưng của Đà Lạt. Vâng, và những trang trại rau và hoa đã và đang trở thành những điểm đến hấp dẫn, trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh của địa phương, đó chính là du lịch canh nông. Bởi đến đây, mọi người sẽ được tận mắt tìm hiểu quy trình sản xuất, canh tác hoa của những người nông dân và có cơ hội thưởng thức những loại rau quả tuyệt ngon nữa. Và hãy cùng chúng tôi khám phá địa chỉ này nha. Sau những ngày làm việc tất bật, cuối tuần là thời điểm mọi người có thể đến những địa điểm vui chơi giải trí cùng gia đình bạn bè. Trong đó, trang trại là một địa chỉ thú vị. Nằm ngay trong thành phố Đà Lạt, đến với khu du lịch trang trại rau và hoa Vạn Thành, khách tham quan có thể ngắm những loại hoa khoe sắc với đủ chủng loại màu sắc. Những luống rau xanh mơn mởn được trồng theo phương pháp thủy canh vô cùng an toàn và cả việc thưởng thức một số loại trái cây thơm ngon. Hoạt động từ đầu năm 2017, trên diện tích 4 hectare, nông trại gồm nhiều khu vực phục vụ khách tham quan, nhiều khu vực sản xuất trưng bày hoa với 20 loại hoa cùng 8 loại củ quả như dâu tây, cà chua, bí ngô, dưa pepino, v.v. Rau thủy canh với loại ăn sống như xà lách, ăn chín là rau muống, cải son, su hào, v.v. Bên cạnh khu vực nhà hàng homestay, điểm dừng chân mua sắm phục vụ nhu cầu du khách, khu du lịch trang trại rau và hoa Vạn Thành còn tổ chức chương trình Một Ngày Làm Nông để giúp khách tham quan tìm hiểu về quy trình gieo trồng các loại rau trên hệ thống thủy canh, chế biến các món ăn từ rau củ quả. Mấy năm trước cô có về qua Việt Nam chơi qua mà mấy năm rồi, bây giờ phát triển thật là tốt đẹp mà lại nhanh nữa. Và thành phố sạch sẽ với lại bông hoa đầy đường mà thật là tươi nữa, bông hoa rất là đẹp. Tụi cô đi là chỉ có đi tham quan rồi lại hoa. Nhưng mà hôm nay được tới cái vườn hoa của Vạn Thành thì mới nhìn thấy được cái sự canh tác của cái về trồng hoa như thế này. Thì nó là nó có một cái khoa học hơn và nó sẽ giữ những cái bông hoa, có thể là theo mình nghĩ thì bông hoa nó sẽ được tươi tắn lâu dài hơn. Đến với cái vườn trồng rau và hoa này thì em cảm thấy nó đẹp
thì nó có sức hấp dẫn. Tại vì trước giờ thì em chưa có ghé vô cái vườn rau và hoa sạch. Có nhiều loại hoa, cũng có nhiều loại rau sạch như vậy nữa. Đây có thể là một cái trải nghiệm mới trong cái cuộc hành trình du lịch của mọi người. Cùng với sự phát triển và đi lên của thành phố Đà Lạt sau 125 năm, ngày nay Đà Lạt đã có một diện mạo mới hơn với nhiều địa điểm tham quan chất lượng, thúc đẩy ngành nông nghiệp du lịch địa phương phát triển, góp phần khẳng định thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng là một vựa cà phê lớn của các tỉnh Tây Nguyên. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp, đã cho ra đời những sản phẩm cà phê với chất lượng tốt, hương vị thơm ngon, đặc trưng. Tuy vậy, hiệu quả kinh tế từ canh tác cà phê mang lại cho người nông dân vẫn chưa cao do hình thức sản xuất canh tác còn manh mún, đơn lẻ. Trăn trở với câu hỏi làm thế nào để tăng năng suất, chất lượng, tạo dựng được thương hiệu cà phê của địa phương giúp bà con nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, doanh nghiệp trong phóng sự sau đã tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất cà phê là tiêu chuẩn thương mại công bằng, đồng hành cùng nông dân canh tác cà phê bền vững và phát triển. Lâm Đồng là tỉnh đứng thứ hai tại Việt Nam về sản lượng cà phê. Chính vì thế, cuộc sống người nông dân cũng gắn liền với cây trồng này. Thế nhưng nhiều năm gần đây, với việc giá cà phê liên tục thay đổi thất thường, khiến người nông dân chật vật khi tiêu thụ cà phê thông qua những thương lái trên thị trường. Đặc biệt, vùng đất Đà Chai, huyện Lạc Dương, với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số và cuộc sống chỉ biết gắn liền với cây cà phê, thì việc thị trường biến động ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ. Với mong muốn làm cho đời sống của người nông dân trồng cà phê ổn định và phát triển, các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất cà phê đã được áp dụng đối với một số doanh nghiệp. Công ty Chubby Coffee đã triển khai một dự án hỗ trợ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn thương mại công bằng. Cho bà con thu hái cà phê và bán được với lại giá thành tốt hơn so với những cái đơn vị thu mua cà phê khác. Và bên cạnh đó là làm việc sinh sống gần gũi với bà con, mua cà phê của bà con để làm ăn. Nhưng bên cạnh đó là hỗ trợ cái phương tiện kinh tế tốt hơn cho bà con, giá cả công bằng hơn cho bà con để cùng nhau phát triển, mang lại được cái lợi ích cho kinh tế cũng như là cái lợi ích cộng đồng cho bà con nông dân ở huyện. Khó khăn trước mắt và cái định hướng trước mắt đó là tập hợp bà con nông dân theo định hướng hợp tác xã, thu mua và trồng cà phê theo cái tiêu chuẩn quốc tế, xuất khẩu và mang lại nhiều lợi nhuận cho bà con, tránh tình trạng sản xuất và trồng cà phê nhỏ lẻ. Cái mối quan hệ giữa Chappy Mountain và bà con nông dân ở địa phương không đơn thuần là giữa người mua và người bán, mà chúng ta làm việc và kinh doanh làm sao để cho ai cũng có lợi. Với tiêu chuẩn này, doanh nghiệp không chỉ phải đảm bảo giá cả thu mua ổn định các loại cà phê của nông dân, mà điều quan trọng khác đó chính là đảm bảo sinh kế, môi trường sống tại khu vực công ty thu mua áp dụng tiêu chuẩn Fairtrade. Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội cũng nằm trong những mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến khi sản xuất cà phê trên vùng đất này. Thì hiện tại cái khó khăn của bà con ở đây là xa trung tâm của thành phố. Hiện trong thời gian thu mua cà phê thì đó là một điều kiện rất là khó khăn. Trong thời gian vừa qua thì công ty cũng đã liên kết với gần 20 hộ dân để thu cà phê của từng hộ gia đình. Đó cũng là một cái thuận lợi cho địa phương của mình. Thì tiếp tục trong thời gian tới để đối với chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hết mức. Là cái thứ nhất là về tạo điều kiện cho bà con để thu mua cà phê cho bà con với giá cả cho hợp lý. Địa bàn cũng như là cái địa chất ở núi Chappy của mình thì trồng cà phê có hương vị rất là ngon. Thứ nhất là chất lượng cà phê thì đậm đà và hương thơm thì rất là thơm, nó ngang ngửa với những cái hãng cà phê rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Công ty vô đây thì tụi em ít nhất là giúp cải thiện được thu nhập cho một số bạn trong đội múa, tụi em có thêm thu nhập. Rồi một số bạn là được vô chính thức trong công ty. Công ty là chuyên chế biến cà phê tại vùng Đa Cháy. Về giá cả thì nó cao hơn so với thị trường. Cho nên là bà con họ yên tâm hơn để sản xuất cà phê. Doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân, giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp và chăm lo đời sống của người nông dân là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại và của triết lý kinh doanh gắn liền với các hoạt động nhân văn, lấy người nông dân làm gốc để xây dựng một nền nông nghiệp bền vững. Và điều này cũng giúp cho việc phát triển thương hiệu cà phê Lâm Đồng không chỉ nổi danh trong nước mà còn đến với người tiêu dùng trên khắp thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người. Và chúng ta ai cũng có những tình cảm thật yêu thương, biết ơn dành cho những người mẹ kính yêu của mình. Chính vì vậy, mỗi khi được thưởng thức những giai điệu hay về mẹ, chúng ta sẽ thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc tình yêu vô bờ bến mà mẹ luôn dành cho chúng ta dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Vâng, cùng với ý nghĩa đó và nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chương trình xin được dành tặng đến tất cả quý vị, đặc biệt là xin dành tặng các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ một ca khúc thật cảm động về mẹ. Xuân Long nghĩ rằng đây là một ca khúc rất quen thuộc với nhiều người, nhưng chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Ôi sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau. Trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Yêu cho con bao la biết mấy, những đêm ôm con trong tay khóc bước với con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù con ít như con thật lòng muốn nói. Ôi sao đừng cho con sao soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu ngoài tôi suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi rời đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu. Yeah.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức ca khúc Mẹ Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên với giọng hát của bé Ngọc Hà. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bé Ngọc Hà. Vâng, xin chào con. Đầu tiên thì con có thể chia sẻ cho chú biết là con đã mang những cái cảm xúc nào qua bài hát vừa rồi? Dạ thưa chú, Mẹ Yêu là một ca khúc rất hay. Thì ca khúc này trước tiên con muốn gửi tặng đến mẹ của con nè. Sau nữa là con muốn gửi tặng với tất cả những người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này đã dành tình yêu, thương và sự hy sinh vô bờ bến cho các con của họ để chúng con được lớn lên. Thông qua ca khúc này, con xin được cảm ơn mẹ của con và những người mẹ khác. Cảm ơn con đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, món quà âm nhạc vừa rồi cũng đã thay lời kết của chương trình và là những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng đến chị em phụ nữ trong ngày 20 tháng 10. Hy vọng quý vị đã có những giờ phút thật thư giãn và bổ ích khi đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình vào lúc 16 giờ 15 phút thứ Bảy hoặc trên trang thông tin điện tử lamdongtv.vn, trên YouTube ở địa chỉ youtube.com/lamdongtv. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.